cả mọi người, chào mừng mọi người đang đến với kênh Hồng Thống Family Cuộc Sống Hàn Quốc. Và hôm nay thì mình muốn ăn mì nha cả nhà. Mà mình muốn thử thách ăn cái loại dạng mì cay mà nổi tiếng ở Hàn Quốc thì được rất là nhiều người ăn. Đấy. Đây, mọi người. Đây là một cái dạng mì cay mà cay siêu đỉnh của Hàn Quốc. Và kèm vào đó thì nó cũng có bán cái loại nước sốt riêng luôn nha cả nhà. Đây, đây là cái combo. Đây là combo mà là siêu cay siêu đỉnh nhưng mà ăn lại rất là ngon và Thấm thích. Và hôm nay Thấm muốn cùng mọi người thử cái món cay này như thế nào nha. Đây, buông thạc bột cơm thôi. Đây, buông thạc bột cơm nhỏ nè. Thật sự là rất là đỉnh luôn nha cả nhà. Mọi người thử. Còn cái nước sốt này hôm nay thầm đầu tiên là Thấm thử nên Thấm đã cho trộn vào với cái nấm kim châm nha cả nhà. Thì cái này Thấm đã ăn được một hai lần rồi. Mà còn cái này thì Thấm chỉ mới cái sốt đó, nước sốt đó coi nha. Nó cũng như cái vị nó cũng nghe nói là giống như vậy, để Thấm thử ăn với nấm kim châm như thế nào nha. Đây, và bắt đầu bây giờ Thấm ăn thôi. Trước khi ăn thì mình sẽ uống một ít nước ngọt nhé. Mình nhà mình hết chai nhỏ rồi, hôm nay uống luôn chai lớn nha. Mời cả nhà cùng uống nha. Ngon quá cả nhà ơi. Và bây giờ Thấm ăn thôi nha. Mời cả nhà cùng ăn với Thấm nha. Và hôm nay thì Thấm ăn kèm với hai loại kim chi này của chồng Thấm làm nè. Kim chi mà kim chi củ cải á cả nhà. À, kim chi không phải kim chi này là kim chi cải thảo nhưng mà mình trộn lại á rất là ngon. Và kim chi dưa leo này cũng chín tay ông xã mình mặn luôn nha. Và bây giờ Thấm ăn thôi. Và trên mì này thì hôm nay Thấm thêm một ít ít phô mai. Đấy, phô mai kéo xài luôn nha cả nhà, ăn cho nó ngon hơn nha cả nhà. Rồi bây giờ xin mời cả nhà cùng ăn thôi.
Thật sự rất là cay luôn cả nhà. Cay lắm luôn. Thế mình thèm cái kim chi, nó đỡ cay rồi cả nhà. Kim chi này cũng cay nhưng mà nó làm sẽ dịu dịu con cay hơn nha. Cay cay quá. Để phô mai cái sợi vô nó hơi dính rồi kìa. Ra nước mắt luôn cả nhà. À, cao quá cả nhà. Rồi.
Cay quá. Hai cái nhà thực sự cắt cay cả nhà ơi, nó nóng mồm hai lỗ tai luôn, cái lưỡi giờ không 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 còn cảm giác luôn. Cay quá, sợ luôn, quá trời cay. Và bây giờ Thấm xin kết thúc video tại đây. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc. Và đừng quên, nếu thấy video Thấm hay, hãy cho Thấm một like, một share, nhấn vào nút đăng ký để có thể xem được những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Annyeonghaseyo.